Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà thêm cái con view quản trị viên cho cái BM mà các bạn đang dính 1970 ấy. 1970 ấy. Và nâng nó lên là quản trị viên cộng với cái việc là tạo thêm tài khoản quảng cáo cho con view. Đây, các bạn thấy nhá. Đây là 1970 này, nó sẽ bị như này và cái này nó đen nhá. Đen xì các bạn không thể tạo được này, được chưa? Và cộng thêm là cái việc thêm người này. Thêm người này là chỉ là auto nhân viên nhá. Thì tôi sẽ auto tôi chọn là một cái bừa đi. Đấy. Tôi sẽ bừa nhá. Đó, sẽ bừa này. Cái này bạn có thể cách là bạn thêm ở đây cũng được. Bạn thêm ở đây cũng được nhé. Đấy, như ở đây bạn có quyền thêm ở đây cũng được. Được chưa? Thì nó sẽ auto nhân viên. Còn không thì các bạn có thể vào đây này, các bạn vào cái phần Business Suite này, bạn bật chọn cái BM của bạn nhé, các bạn kích vào cái nút cài đặt này. Đấy, chưa? Đấy, bạn vào phần cài đặt này. Xong các bạn vào phần mọi người này. Đấy bạn thấy không? Nhân viên này. Đấy bạn thấy không? Nha. Thì các bạn có quyền thêm ở đây, nếu bạn thêm ở đây thì nó vẫn là giá admin. Bạn vẫn thể thêm admin được bình thường. Ok chưa? Còn không thì các bạn có thể đổi sửa ở đây này, khi nhân viên là xong này. Các bạn kích vào bạn sửa này. Chỉnh sửa vai trò này. Đấy, tôi sẽ sửa bừa nhé, đây tôi sửa bừa nhé. Cái phần tên kia tôi bỏ qua, tôi sửa bừa nhé. Đấy, bạn chọn nâng lên là quản trị viên. Được chưa? Đấy. Sau khi bạn lên quản trị viên xong, các bạn F5 cái nó thành quản trị viên thôi. Đó, không có gì khó khăn cả. Về phần tạo tài khoản quảng cáo, các bạn chọn vào tài sản doanh nghiệp này, các bạn thêm tài sản này đó, và các bạn quảng cáo này, các bạn ấn tạo tài khoản quảng cáo này, ấn tạo quảng cáo này, ấn này một này, được chưa? Ấn tiếp này, à, này ấn vừa là một rồi thì ấn 1 2 đi, 1 2 3 đi, tiếp này, à, ấn xác nhận này, à, đây này, à, ấn tạo này. Ok, ok. Đây, đấy, tạo tài khoản quảng cáo nhé. Đấy, theo theo bạn yêu cầu. Như thế nào? Rồi đây. Đấy. Nhá. Đấy, nó là cái lỗi fix mà các bạn con 1970 các bạn không tạo được, những con mà các bạn có tài khoản quảng cáo nhưng mà không tạo thêm được ấy. Ấn tạo. Đó, ok chưa? Thì nó sẽ thêm một tài khoản quảng cáo nữa này, các bạn về bên này các bạn xem nhé, các bạn vào tài khoản quảng cáo này, F5 này, đó trắng thêm nhé, nhìn nó thêm này, chưa, sẽ tạo thêm một tài khoản quảng cáo cho các bạn này, đó, ok chưa? Tút nó chỉ đơn giản như vậy thôi, các bạn không cần phải quá căng thẳng về vấn đề là phải tool hay là cái website hay nào hết, các bạn có thể làm tay được. Và đây là cái cách mà của một bạn, để tôi ra nào. Tôi phải đọc tên bạn ấy lên để bạn ấy cảm ơn bạn ấy đã chia sẻ cho anh em. Đâu rồi ta, bạn ấy bỏ không được đọc tên nhưng mà tôi sẽ đọc ba chữ cái đầu, đó là TXC. Cảm ơn bạn TXC đã share tút cho anh em về cái cách mà nâng quản trị viên và tạo thêm link quản trị viên cho anh em cộng đồng thoát khỏi cái nỗi sợ hãi của con BM chết 1970, cộng với việc tạo thêm tài khoản quảng cáo cho những con BM lớn nằm trong cái việc mà chết 1970 mà nút thêm nó bị đen. Ok, đến đây là kết thúc video và chúc anh em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.